Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Sa-za-rê thuộc quyền Philip-phê. Dạo đường người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại rằng: thưa là Gioan Tẩy Giả, một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả, và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau 3 ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bây giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người, nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô rằng: Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình vác thập giá mà theo ta. Quả thật ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu đặt một câu hỏi cực kỳ quan trọng đối với các tông đồ và đối với mỗi người chúng ta. Còn anh em bảo thầy là ai? Đức Giêsu thực sự là ai? Và là gì trong cuộc đời của mỗi người chúng ta? Điều này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả đời ta, cũng như là sẽ làm nên niềm an vui trong từng giây phút cuộc đời của ta. Vâng, thưa anh chị em, Đức Giêsu thực sự là ai? Đức Giêsu không chỉ đơn giản là một người đàn ông làm nghề thợ mộc để sống ở Palestine cách đây hơn 2.000 năm, mà bây giờ người ta vẽ lại thấy có tóc tai râu ria rồi như bao nhiêu cái người đàn ông ở xứ Israel khác. Ngài không đơn giản chỉ là như vậy, hay Ngài cũng không phải chỉ là một cái ngôn sứ nào đó. Nói một cách chính xác và đơn gọn, Ngài là Đấng Kitô, như cái lời tuyên xưng của Phêrô. Nhưng mà khi Phêrô tuyên xưng như vậy thì ông cũng không có hiểu rõ Đấng Kitô là như thế nào, bởi vì sau đó có những cái phát biểu của ông khiến cho Chúa Giêsu phải của trách ông là ông suy nghĩ theo kiểu loài người, không phải là kiểu Thiên Chúa, như vậy là Satan lui ra phía sau. Không biết rõ Đấng Kitô là đấng nào. Để thưa anh chị em, Đức Giêsu là Đấng Kitô, còn gọi là Đấng Mêsia, là Đấng Thiên Sai, là Đấng từ trời xuống thế. Ngài mang tóc tai râu ria như một cái người đàn ông nào đó, nhưng mà từ thuở đời đời và cho đến muôn đời, Ngài là ngôi lời Thiên Chúa vô cùng vĩ đại hơn cả trời đất mênh mông mà chúng ta nhìn lên, bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên tất cả muôn loài, dựng nên chúng ta trong ngôi lời vì yêu thương chúng ta, và để cho chúng ta có thể chung sống hạnh phúc, chia sẻ mọi vinh quang với Chúa trong ngôi lời.
ngôi lời vô cùng cao cả. Chúng ta không thể nào vươn tới Ngài được, mặc dù Ngài hiện diện trước mắt mọi người như một người đàn ông làm nghề thợ mộc. Và khi con người sa ngã thì ngôi lời Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa vô cùng vĩ đại đã sẵn lòng xuống thế làm người, mang thân phận con người để chia sẻ kiếp người với chúng ta, để Ngài nói là Ngài yêu thương chúng ta đến tận cùng dù mình tội lỗi. Chia sẻ kiếp người để thông cảm với chúng ta. Và Ngài đã sẵn sàng chịu đánh đòn, chịu bắt bớ, chịu tra tấn dã man, chịu chết như một cái tên tội đồ nô lệ, vì muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương chúng ta cho đến tận cùng, sẵn sàng chết vì chúng ta. Và Ngài đã sống lại để làm cho tất cả những người gắn bó với Ngài cũng được sống lại, để rồi tiếp tục được sống chung với Thiên Chúa như cái ý định ban đầu mà Chúa muốn cho dựng, muốn cho chúng ta được hưởng khi mà dựng nên chúng ta, giúp cho chúng ta có thể sống chung với Chúa ngay từ bây giờ và chia sẻ mọi vinh quang với Chúa ở đời sau. Cho nên Đức Giê-xu là tất cả cái hạnh phúc của chúng ta. Và cái hạnh phúc đó tăng lên tùy theo mức độ chúng ta biết Chúa Giê-xu như thế nào. Chúa Giê-xu Ngài sống lại và Ngài đến với từng người. Và Ngài đến để mà chăm sóc yêu thương từng người ở trên thế gian này, tâm sự với họ, giúp cho họ được trở nên giống Chúa, được sống với Chúa Ba Ngôi và cứu độ họ. Và trong cái hành trình đến với từng người mà ơn cứu độ cho mọi người trên thế gian đó, thì Ngài cũng muốn chúng ta cũng đồng hành với Ngài, cùng chia sẻ cái sứ mệnh mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Cho nên trong bài tin mừng hôm nay, sau khi Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ chịu chết, chịu rồi Ngài sẽ sống lại, thì Ngài cũng mời gọi chúng ta là ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Vác thập giá mình thì có nghĩa là mình dâng cho Chúa tất cả những khó khăn vất vả trong cuộc sống, để rồi cùng hiệp với Chúa Giê-xu mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Chúng ta cùng đi với Chúa Giê-xu khi chúng ta hiệp lòng với Ngài, dâng những hy sinh cuộc đời của chúng ta. Và như vậy thì Ngài làm cho cuộc đời của chúng ta mở rộng ra đến vô biên, về mình cùng chia sẻ sứ mạng loan báo tin mừng, đi cùng Chúa đến với mọi người khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta hy sinh vác thập giá đi theo Chúa, dâng những cái khó khăn của chúng ta cho Chúa, để Chúa toàn cái sứ mạng loan báo tin mừng cùng với Đức Giê-xu. Chúa Giê-xu nói Ngài là con đường yêu thương để dắt chúng ta đến sự thật và dẫn chúng ta đến sự sống. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là Thiên Chúa vô cùng cao cả, chúng ta không thể với đến Ngài được. Bao la hơn muôn ngàn cái vũ trụ này, làm sao mình với tới được. Nhưng mà Ngài đã lại trở thành gần gũi với chúng ta, trở nên một con người như chúng ta. Và Ngài nói Thầy không gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng gọi các con là bạn hữu thân tình. Bởi vì tất cả những gì Thầy biết nơi cha Thầy thì Thầy cũng chia sẻ hết cho các con. Chúa muốn nói với chúng ta rất nhiều điều, thế mình có chịu khẽ để nghe những cái tâm sự của Chúa hay không? Chúng ta còn không những là bạn hữu mà còn được trở nên một với Chúa Giê-xu khi chúng ta rước lễ trong thánh lễ này và trong thánh lễ hàng ngày, được nên một với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu làm tất cả những gì có thể được để làm cho cuộc đời của mình được bình an, được hạnh phúc bây giờ và vinh quang đời sau. Và Đức Giê-xu đang ở với từng người trên thế gian này, đặc biệt Ngài muốn
đồng hóa mình với những kẻ nghèo khổ. Thì trong tư cách là người nghèo, Chúa Giêsu đang nói với mấy người chúng ta: ta đang đói, các ngươi có cho ta ăn không? Ta đang khát, các ngươi có cho ta uống không? Ta đang đau ốm và bị tù đầy, các ngươi có đến viếng thăm ta không? Ta đang lang thang vô gia cư, các ngươi có đón tiếp ta không? Thưa anh chị em, sau cái cơn bão Yagi, rất nhiều đồng bào của chúng ta ở miền Bắc đang rơi vào hoàn cảnh như thế. Họ là những Đức Giêsu đang đau khổ. Rất nhiều người đã mau mắn thực hiện công cuộc cứu trợ. Hẳn chúng ta cũng đã nghe tiếng kêu cứu của Chúa Giêsu nơi những đồng bào của chúng ta và cảm thương đồng bào của chúng ta cách cụ thể. Vâng, thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay đưa ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng của Chúa Giêsu: còn anh em bảo thầy là ai? Đức Giêsu, vị Thiên Chúa làm người đó thực sự là ai và là gì trong cuộc đời của tôi? Ngài đang ở với tôi và đang muốn ban cho tôi tất cả những gì Ngài có, vì Ngài yêu tôi đến tận cùng. Thế thì tôi đã sống với Ngài như thế nào? Có thân thiết với Ngài, có thường xuyên nhớ đến một cái đấng tuyệt vời như vậy, hơn tất cả những vị tổng thống lãnh tụ ở trên thế gian này, ở với mình, Ngài là chân, là thiện, là mỹ, là những gì tốt đẹp nhất ở với chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được cái hạnh phúc đó để mà sống với Chúa, để mà thưởng thức điều tuyệt diệu như vậy nơi Đức Giêsu dành cho mình. Ngài muốn tôi đồng hành với Ngài trong cái sứ mệnh cao cả đến với mọi người, mang ơn cứu độ cho mọi người. Điều đó là trong tầm tay của mình. Chúng ta chung chia sứ mệnh cao cả với Ngài. Tôi đã đồng hành với Ngài chưa? Xin Chúa cho mỗi người chúng con thực sự biết Chúa Giêsu là ai, nhờ thường xuyên được gặp Chúa và sống với Chúa trong bí tích thánh thể khi rước lễ. Cái hạnh phúc quá lớn. Xin cho chúng con biết Chúa Giêsu nhiều hơn nhờ thường xuyên đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con biết Chúa Giêsu nhiều hơn nhờ luôn mang lấy trái tim của Chúa mà yêu thương mọi người cách cụ thể. Xin cho chúng con biết Chúa Giêsu nhiều hơn nhờ luôn đồng hành với Chúa trong sứ mệnh loan báo tin mừng. Và điều đó sẽ làm nên niềm an vui thực sự cho chúng con bất chấp mọi khó khăn của cuộc sống. Và xin cho chúng con biết nắm lấy tay mẹ Maria lần cuối, mẹ hiểu Chúa hơn ai hết, mẹ giúp cho chúng con biết Chúa nhiều hơn. Nắm tay các thánh bản mệnh và các thiên thần để chúng con có cái hạnh phúc như các ngài, biết Chúa, sống với Chúa và thưởng thức được cái hạnh phúc tận cùng mà Chúa vì yêu thương đã dựng nên mỗi người chúng con.